Em xin kính chào quý cô chú và anh chị yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em xin được giới thiệu những cái mặt bông của địa lan ở tầm mình có thể hiểu là những cái dòng địa lan cao cấp các bạn. Trong một cái live stream bán hàng thì cũng rất là mong cô chú anh chị mình cho em xin một like, cho em xin một bình luận. Bác nào chưa đăng ký thì kênh thì cho em xin một đăng ký kênh nhá. Nhà em thường xuyên chia sẻ những cái giống địa lan đẹp và cũng nhiều dòng, từ những cái dòng đẳng cấp cho tới những cái dòng giá rẻ. Thì buổi hôm nay em xin được giới thiệu toàn bộ những cái một số những cái dòng mặt bông mà được coi là đẳng cấp nhất của hiện nay. Trước màn hình đó là mã 88. Đây nó là cây bạch ngọc cẩm tố, hay còn được gọi là cây vàng 4 số 9. Thế đây nó là một trong những cái dòng địa lan mà hết sức đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ là thứ nhất, đó là các bác nhìn lá của nó là sọc âm dương, có những lá sọc âm dương đấy, và có những lá thì lại sọc phát tài. Đây nó là một trong những cái dòng mặt bông nó vừa được hai yếu tố, đó là thân đột biến lá sọc phát tài, ngoài ra nó lại còn được hoa cũng là dòng đột biến âm dương, một nửa màu xanh và một nửa màu vàng. Nó là một trong những cái mặt bông mà nó cũng hết sức là đặc biệt, dị, đẹp và độc đáo. Thì số lượng cây trên thị trường cũng không có nhiều. Thì xin chia sẻ với cô chú anh chị với mã 88. Với cây này thì thông thường thì bán từ 1,4 triệu cho đến 1,5 triệu một thân. Ở đây em có một cái chậu là 2 thân. Thì chia sẻ với cô chú anh chị mình là 2.680.000 cho mặt bông bạch ngọc cẩm tố hay là 4 số 9. Này, nó vừa, em nhấn mạnh lại nhá, nó vừa âm dương về cái mặt hoa mà vừa sọc âm dương về lá luôn. Âm dương có nghĩa là một lửa xanh, một lửa vàng này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì chia sẻ với cô chú anh chị mình những cái cũng là mời các bác ngắm đã những cái mặt bông đẳng cấp của hiện nay. Tiếp theo là mã số 38. Thì đây nó là cây Đại Thanh Hà Nội. Đại Thanh Hà Nội các bác nhá. Đại Thanh Hà Nội cũng là một cái dòng địa rừng Việt Nam mình. Nó với khuôn bông đẹp và đẳng cấp đã được ghi nhận ở rất nhiều những cái hội của địa lan. Và giá thị trường của cái cây Đại Thanh Hà Nội này thì nó rơi dao động từ 2 triệu tới 3 triệu một thân. Thì ở đây em có một cái mã rất là đẹp, có một cái mã Đại Thanh Hà Nội là mã 38. Mã này thì nó có một thân già này, một thân tơ này, đặc biệt là nó có một cái măng rất là to này. Và chậu này thì thuần chậu lắm rồi, em trồng được gần một năm nay rồi. Đây mã Đại Thanh Hà Nội. Mã này bác nào mua thì rất là lợi về giống. Và nó cũng là một cái dòng đẳng cấp đấy. Mã 38. Thì chia sẻ với cô chú anh chị mình 2.600.000 cho mã Đại Thanh Hà Nội này. Mã này mua rất là hợp lý, đặc biệt là về con giống các bác nha. Tiếp theo là một cái chậu Đại Hoàng Cánh Thủy Tiên. Bông Đại Hoàng Cánh Thủy Tiên, khuôn bông Thủy Tiên. Đấy. Và mã này thì nó cũng lợi được giống các bác nhá. Mã này là mã 96 này. Mã 96 là Đại Hoàng Cánh Thủy Tiên. Nó gồm có 2 thân tơ và 1 thân già, đặc biệt là ở đây nó cũng đã lên một cái mầm này, một cái mầm to này. 2 thân tơ 1 thân già. Thì chia sẻ với cô chú anh chị mình mã Đại Hoàng Cánh Thủy Tiên này là mã 96 với giá là 1.900.000. 1.900.000. Hôm nay chia sẻ với các bác toàn hàng cao cấp thôi, hàng đẳng cấp, cho nên là giá của những cái dòng đẳng cấp thì nó cũng tương đối cao. Để cô chú anh chị mình bây giờ vườn cũng chặt, cho nên là mình chơi thì mình cố gắng lựa chọn những cái mặt bông
nó đẳng cấp và đẹp để mình về mình chăm cái giống nó sổ hoa thì chơi nó thi vị. Còn tất nhiên là đối với lại sức của mỗi người thì mình đến đâu thì mình sưu tầm những cái dòng cây nó tương xứng với lại cái kinh tế của mình. Tiếp theo là chia sẻ với các bác một cái mặt bông về thanh đại phẩm. Thanh đại phẩm thì thị trường nó cũng sẽ rơi vào tầm 1 triệu đến 1 triệu 2. Em có một cái thân tơ thanh đại phẩm, mã 28, thanh đại phẩm, mặt bông đây. Thì chia sẻ với các bác mã 28 này là 950.000 cho một cái mã 28 thanh đại phẩm. Nó là thân tơ nhá. Thân tơ này thì nó có hai mầm ngoài. Cho nên là mã 28 này, các bác về sưu tầm ấy, thì cây rất là khỏe. Bộ rễ của cái cây này thì rất là khỏe. Đấy. Tiếp theo nữa là xin được chia sẻ với cô chú anh chị mình một cái mã mà có một cái mặt bông cũng cực kỳ đẹp. Bông này nó là bông hồng và đặc biệt là cái khuôn bông của nó là bông nó tịnh, nó hơn cánh sen nhá. Đấy, nó gần đạt được bông cánh mai và đặc cái khuôn bông của nó rất là bầu, lưỡi nó bẹt. Đấy, khuôn bông bầu lưỡi bẹt. Bông cái chậu này nó gọi là cái bông táo hồng. Đấy, chia sẻ với cô chú anh chị mình mã bông táo hồng này là 1.450.000, 1.450.000 cho cái chậu táo hồng này. Tiếp theo là sang hàng đẳng cấp nhất hiện nay, một trong những cái dòng mà anh em cũng sưu tầm, cũng đang khát khao có, rất là nhiều anh em khát khao có, nhưng mà giá của nó thì cũng cao cao một chút. Đây nó là bông thanh nhất phẩm. Thanh nhất phẩm này thì tùy thân để em bán, nhưng mà với cái chậu thanh nhất phẩm này thì thực tế xin thưa với các bác đó là thân nó rất là to. Đây là các bác nhìn này, địa lan nhưng mà dòng cao cấp mà nó lại củ của nó các bác so với ngón tay cái của em nhá, cực kỳ to luôn. Đấy, đây nó là một trong những cái chậu địa lan mà nó có bộ rễ rất là khỏe. Đây các bác nhìn rễ nó còn mọc choay ra lên. Thanh nhất phẩm thì chia cho các chị mã 37 cho thanh nhất phẩm. Chậu này thì chia sẻ với các bác là hai thân to lực là 5.680.000, 5.680.000 cho thanh nhất phẩm. Và đây là mặt tiếp theo là một mặt bông mà theo đánh giá của em chỉ xin phép được theo đánh giá của em thôi, đó là bông địa lan đẹp nhất của Việt Nam mình bây giờ. Còn tất nhiên là không phải đắt nhất nhá, không phải đắt nhất các bác nhá, bông này không phải bông đắt nhất, nhưng mà theo đánh giá của em nó là bông đẹp nhất, đó là bông đại hoàng cánh sen. Đây các bác nhìn này, mỗi người có một cảm nhận, nhưng mà trong cái hội địa lan Thành Nam vừa rồi thì bông đại hoàng cánh sen nó cũng được có một chậu lở thôi. Và quả thật là em vẫn đánh giá đó là một trong những mặt bông đẹp nhất, một trong những mặt bông đẹp nhất đại hoàng cánh sen. Đấy, còn cũng có thể là mỗi người có một cái cảm nghĩ, một cái cảm nhận khác nhau về cái độ đẹp của mặt bông. Đấy, cái đấy thì mình không tranh luận. Các bác cho em xin một đăng ký kênh nhá, cho em xin một like, cho em xin, bởi vì cũng chấm lên thì em biết em chào hỏi các bác và cũng nói các bác như thế này. Vườn nhà em thì thường 12:30 trưa là chuyên bán kiếm, như tứ đại danh kiếm này, kiếm đá cứng ấy, Phan Chí, Xanh Huế, Vị Hoàng, Vàng Tê Linh và những cái dòng kiếm khác, và những cái tiếp theo đó là những cái dòng địa lan, cũng là từ hàng VIP cho đến hàng tàu nhà em đều có. Thế thì cũng chia sẻ cái chậu chót trọt tròn tròn trong cái clip hôm nay, đó là hai thân đại hoàng cánh sen, hai thân đại hoàng cánh sen, nó chỉ đều có hai lá đấy các bác nhá. Bởi vì cái dòng này thì số lượng giống của nó vô cùng hiếm luôn, và mặt bông của nó thì nó là đẳng cấp rồi. Thì chia sẻ với các bác chậu này, đại hoàng cánh sen này là 9 triệu
680.000. Đấy. Lộc Phát Trường Kiểu 9.680.000. Cũng có lẽ là một trong những mặt bông mà em đánh giá đẹp nhất hiện nay. Thì cũng bác nào mà thực sự mà có nhu cầu, bởi vì trong một cái video lên toàn hàng tác phẩm thôi, cho nên là với một cái mong muốn chính đó là xin được giới thiệu mặt bông và cũng giới thiệu về tầm giá. Và bác nào mà có nhu cầu thì alo cho em theo số điện thoại 0912408397. Rất là cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và đồng hành với nhà vườn. Và các bác đăng ký kênh để có các cái clip tiếp theo thì có thông báo để các bác vào cùng được cùng trò chuyện với em, chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan cũng như sưu tầm những cái dòng lan mà đẹp, giá hợp lý và chuẩn cây giống.